Ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ô Môn vừa có cuộc làm việc với đại diện lãnh đạo công ty điện lực thành phố Cần Thơ về việc di dời hệ thống điện tuyến đường Thái Thị Hạnh thuộc phường Thái Long và phường Long Hưng của quận Ô Môn. Hệ thống điện bị ảnh hưởng do mở rộng tuyến đường Thái Thị Hạnh có chiều dài 3.300m, gồm hệ thống điện trung thế, hạ thế và chính trạm biến áp. Theo thiết kế, việc thực hiện di dời hệ thống điện do công ty điện lực thành phố lập và đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật hiện hành, đảm bảo mỹ quan đô thị, Hệ thống sẽ có 77 trụ điện được trồng mới, tăng 32 vị trí so với hiện trạng. Sử dụng trụ điện cao 14m, tăng 1m rưỡi so với hiện trạng. Tái sử dụng vật tư để làm mới tuyến điện hạ áp phía bên trái tuyến đường. Tổng kinh phí thực hiện di dời hệ thống điện trên 4 tỷ 100 triệu đồng. Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất tăng cường công tác phối hợp để thực hiện việc di dời trong thời gian sớm nhất.